Ok bạn ơi, và sau khi ăn no say rồi thì bây giờ hai đội team bọn mình sẽ cùng nhau đi chơi nha. Trời ơi, hay đồng vui vãi bạn ạ. Ok, đi chơi thế nào? Let's go. Ok bạn ơi, và bạn đang thấy ở đây nè, đây bạn thấy không? Mình đang có một cái gọi là hàng máy, gọi là hộp Lucky Block mấy bạn ơi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đặt Lucky Block ngoài đời thực nha bạn. Đây, mình đang có 200k. Thì chúng ta chỉ cần 100k chúng ta sẽ lấy được một cái hộp Lucky Block nha. Ok, để mình thử nào. Nhét 200k vô nè. Đó. Vô rồi, vô rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn cái hộp mà chúng ta muốn. Wait a minute. Sao tự nhiên nó thả tiền mình ra vậy? Nó chơi tiền của mình đó bạn ơi. Lại đi, ăn đi. Ăn đi, ăn điên đi. Ô, nó ăn rồi bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ chọn mấy cái hộp mình muốn nha. Đây có rất là nhiều hộp nè, bạn coi nè. Ôi, quá trời hộp luôn, không biết lấy cái nào ta. Ok, bây giờ mình sẽ chọn hộp nha bạn. Thì Sammy bảo mình là chọn số 2. Ok, mình sẽ chọn số 2 nè. Sáu mình sẽ chọn thêm một hộp nữa là hộp số 9. Đó, ok. Thanh toán. Đấy bạn coi nè. Nó rơi xuống nè. À, bùm. Uầy, ok. Mình sẽ lấy ra thử nha. Ok bạn ơi, mình đã có được hai hộp rồi nè. Bây giờ mình sẽ mở thử nha. Mình sẽ mở thử một hộp nha bạn. Ok. Ok, mình sẽ cho Sam một hộp, mình sẽ một hộp nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở thử cho bạn coi nha. Rồi, ở chỗ này chúng ta có một cái phần gọi là phải mở ra thì chúng ta mới biết được các bạn ạ. Mình sẽ mở ra thử nha. Xem coi mình được gì đây. Tan 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 tan. Ô, bên trong một cái hộp là một cái hộp. Ôi cái hộp này nhìn lão, người ta không biết là cái gì nha. Thử mở thêm lần nữa coi. Ui. Ui gì vậy? Nhẫn hả? Cái hộp này hơi bị đẹp luôn bạn ơi, bạn coi nè. Ui có đèn luôn, chiếu sáng luôn nè. Ui mấy bạn coi nè các bạn, nó đẹp chưa? Trời ơi, nó chiếu sáng vô hai cái cặp bông tai nè. Nhìn đẹp vãi. Ok, mình sẽ tặng cái bông tai này cho Sammy nha. À, mình sẽ tặng cho Sammy các bạn ơi. Rồi ok, còn một hộp nữa mình sẽ đưa cho Sammy gọi là mở nhé. Mà khoan, trước tiên mình phải vứt rác cái thùng rác đã, giữ an toàn vệ sinh. Đây. Giấy nè, mình sẽ vứt ở đây. Ok. Rồi, bây giờ đến Sam mở Lucky Block nha mọi người. Đó, bây giờ tôi mở rất là đẹp luôn thì xong không cứ xé xé kiểu gì kỳ nhờ. Nè. Ui hộp, trong cái hộp này còn cái hộp nữa rồi. Ôi hộp này cũng to nè. Ui, đây. Ui, hộp da. Ui, sau này mình với Phong đi bóc hộp da bây giờ mở nha. 2, 3. Oh my god. Một cái đồng hồ. Nè, dễ thương chưa? Hình bông hoa luôn Phong. Đó, đẹp chưa? Em tính hai món này là của tôi nhờ. Rồi đây, một đồng hồ hình bông hoa rất là đáng yêu luôn, thấy chưa? Hay luôn. Ok bạn ơi, và Sammy đã trúng được một cái đồng hồ rồi. Bây giờ mình sẽ đeo cho Sammy nha. Ok. Đồng hồ đẹp không? Đây, đồng hồ mình tặng cho Sam đó bạn ơi. Rất là dễ thương luôn, có hình bông hoa. Đấy, rất là đáng yêu luôn bạn ơi. Ok. Wow, mấy bạn ơi, bạn coi nè, đằng sau lưng mình nè. Có quá trời gấu bông A1S luôn bạn ơi. Sammy đang khá là thích con gấu bông này. Ok, bây giờ mấy bạn hãy cùng nhau xem thử coi Sammy gấp gấu bông như thế nào nha. Ok bạn ơi, bây giờ là Sam sẽ bắt đầu gấp gấu bông nha. Sam ơi, cố lên. Cố lên, rồi ok. Để coi coi Sam chỗ tay gấp gấu bông nha các bạn nha. Đấy. Ui, con gấu bông này nó hơi bị to đó nha. Không biết có gấp được hay không đây. Oh no. Cái con gấu bông này nó nặng quá bạn ơi, không gấp được rồi. Thôi Sam ơi, Phong nghĩ rằng là mình nên chọn gấu bông nào nó nhẹ hơn đi. Okay. Con này nặng lắm. Ok, và các bạn ơi, và sau đây là trận đấu đua xe của hội chị em mấy bạn ạ. À. Đấy, bạn coi này. Ở đây là có Sammy này, Mập Đu Đum này, Camui với lại là Simmy. Hãy xem coi liệu rằng một trong bốn người ai sẽ là người giành chiến thắng đây. Ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Chúng ta cùng nhau xem nhá. Mấy bạn ơi, bạn coi nè, nó còn chụp luôn cả cái khuôn mặt của những bạn nữ luôn các bạn. Đó. Nhìn lạ mà. Coi này. Ôi, nhìn cá mui bựa vậy. Ok, rồi. Chuẩn bị đua nha. Đua đi.
Vâng, và bây giờ là trận đấu giữa các chị em trong Hero Team mấy bạn ơi. Đấy. Ôi, đua rồi. Trận đấu vô cùng căng thẳng. Hiện tại là Sam đang giành được top 1 mấy bạn ơi. Sam đang giành top 1. Camui top 2. Simmy ở top 3 và Mập Durum là top 4. Đấy. Bốn hả? Trời ơi, rồi xong, Sam thua rồi. Sam thua rồi các bạn ơi. Mập Durum là được top 1 hả? Ghê vậy. Ôi, ghê vậy. Ôi, tội nghiệp Sam mấy bạn ơi. Không Sam sao. Thua rồi. Ổn mà, ổn. Ổn mà mọi người. Vui mà, nhưng mà vui không? Vui ha. Ok các bạn ơi, và các bạn có thể thấy là ở đây mình đang có rất là nhiều máy ảnh luôn nè. Thì bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ thử gấp thử nha. Máy ảnh này là chụp được luôn nha các bạn nha, phải là máy ảnh đồ chơi đâu. Ok, thử nha. Ôi mấy bạn ơi, gần được rồi mà không, mà chưa được, bạn phải làm lại. Quá tam ba bậc các bạn ạ. Một lần nữa. Nó bị kẹt luôn cái móc ở bên trong luôn rồi các bạn ơi. Mình lỡ làm hư máy luôn rồi. Thôi xong rồi. Mình phải đi kêu anh quản lý không, thôi hư máy mất. Ok mọi người ơi, thì hôm nay mình sẽ gấp con này. Dễ thương quá. Ok bạn, thì bây giờ Sam sẽ gấp con này, con gì vậy? Không biết. Con kiều. À ok. Bây giờ gấp nha. Rồi gấp đi. Hay mà tao tức quá. Yeah boy. Cho thì Sam sẽ gấp qua một. Sam sẽ gấp qua một hùng cho mọi người hùng nha. Hùng cho nó may mắn nha. Không gắp nữa. Được à. Không em gắp nữa. Gắp hoài không được. Bực quá. Bực rồi. Và sau khi Sammy không nhận được phần quà nào đến từ gắp thú, cho nên là Sam đã quyết định gọi là chuyển qua chơi chém hoa quả mọi người ạ. Đó, chém hoa quả nha. Thì nếu như mà thành công thì Sam sẽ được nhận những cái món quà ở đây đó. Ok. Thì mấy bạn hãy thử xem coi Sam có nhận được quà không nha. Sao vậy? Thua luôn hả? Chưa gì thua rồi. Cái gì? Sau khi chơi chém hoa quả, Sam đã chơi thua mấy bạn ạ. À, cho nên Sam chuyển qua chơi trò khác. Rồi xong vẫn thua luôn. Trời cái mặt buồn kìa trời. Thua luôn rồi. Vâng các bạn ạ. À, và tiếp theo Mập Durum và chị Camui sẽ cùng nhau chơi trò gọi là bắn zombie các bạn ơi. Đó. Ok. Để xem coi hai người này sẽ gọi là giết được bao nhiêu con zombie nha. Đấy, ok. Rồi xong mấy bạn ơi, Mập đã thua rồi. Chỉ còn có mỗi Camui mà thôi. Liệu rằng Camui có thắng được hay không đây? Của Camui thế nào sau khi chơi xong trò này? Cho xin ba xu nữa để chơi tiếp đi. Không bao giờ. Từ nãy đến giờ bà Camui với bà Mập Durum hai bà cứ đòi xu của mình hoài bạn ơi. Xu mình mua mất 100.000 cho phải ít đâu. Muốn ăn mà không muốn làm. Còn đây chính là Siro của chúng ta bạn ạ. À. Siro chúng ta đang gọi là gấp Doraemon. Đấy, trong này có rất nhiều những con Doraemon rất là dễ thương luôn. Từ nãy giờ không biết Ro gấp được bao nhiêu con rồi nhờ. Thôi lại thua rồi. Rồi, từ nãy giờ anh gấp hết bao nhiêu xu rồi? 300.000 xu. 300.000 xu, tào lao. Ở đâu ra 300.000 xu? 300.000 tiền xu. 300.000 tiền xu á, trời ơi, phải nồi 300.000 tiền xu bạn ơi. Mà gấp nãy giờ chưa xong con Doraemon nữa. Thôi bỏ đi.
cái trò này chơi không được rồi. Lần này sẽ tới lượt hỏi anh em đua xe với nhau nha các bạn nha. Thì mình sẽ thách đấu với anh Siro.